dịch vụ ship đồ ăn từ siêu thị đến tận tủ lạnh. Bắt đầu từ quý 3 năm nay, hơn 1 triệu khách hàng của Walmart tại một số thành phố lớn ở Mỹ sẽ có thể chọn đồ ăn tại cửa hàng, siêu thị và sau đó được các nhân viên ship trực tiếp tới tủ lạnh nếu không có ai ở nhà. Toàn bộ hoạt động từ giao hàng cho tới mang đến tủ lạnh sẽ được ghi lại trực tiếp bằng camera hành trình và khách hàng có thể theo dõi dễ dàng trên ứng dụng điện thoại. Khi giao hàng tới nơi, nhân viên của Walmart sẽ sử dụng một thẻ từ với mức độ bảo mật cao để có thể mở cửa đi vào bên trong. Đại diện của Walmart cũng cho biết các nhân viên của họ sẽ được đào tạo chuyên sâu, nhằm thể hiện sự quan tâm và tôn trọng căn nhà của khách hàng giống như với nhà của một người bạn, hay một thành viên trong gia đình. Khách hàng của Walmart cũng có thể trả lại các mặt hàng đã mua nếu không cảm thấy hài lòng. Inhome là vũ khí của Walmart nhằm cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ giao hàng tận nhà của Amazon, vốn cho phép chuyển bưu kiện vào bên trong nhà hoặc cốp xe của khách hàng. Một dịch vụ tương tự như InHome cũng từng được Amazon triển khai thử nghiệm vào cuối năm 2017, thông qua hợp tác với August Home. Gần đây tại Mỹ, Walmart và Amazon đã tạo ra một cuộc chiến ngày càng khốc liệt từ khâu bán hàng cho tới giao hàng. Walmart thậm chí miễn phí giao hàng trong suốt nhiều ngày nhằm thu hút người tiêu dùng về phía mình. Sẽ thật thú vị nếu một ngày nào đó, người tiêu dùng Việt cũng có thể đặt đồ ăn theo như mô hình này. Tuy nhiên, vấn đề về an toàn khi để một người hoàn toàn lạ mặt bước vào bên trong căn nhà của mình có thể sẽ khiến khá nhiều người phải lo lắng nguyễn nguyễn